Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho mình gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình lại lên một em trẻ xanh Coban mọi người ạ. Đấy, mình không biết là có phải xanh Coban không, nhưng mà mình cứ gọi là xanh Coban nhé mọi người. Nếu mà ví dụ mà ai mà biết cái này mà không phải xanh Coban thì mọi người comment ở bên dưới và đừng chửi mình nhé. Đừng bảo là mình là thằng không biết gì, mà đúng là mình là người không biết gì luôn mọi người ạ. Mình thấy cái gì đẹp là mình mua về, mình đăng lên YouTube, là ví dụ có khách nào đặt mình cứ tính công gửi về, có tiền xài, có tiền tiêu là mình bán thôi mọi người nhá. Đấy, nên là mọi người ví dụ mình có nói cái gì mà không đúng về gốm ấy, thì mọi người đừng có cười nhá, thì chỉ có vào bình luận chỉ cho mình nhá, đừng có cười mình nhá, đừng chửi mình nhá. Đấy, đây hôm nay mình lên cho mọi người xem là một em chóe rất là đẹp luôn. Em chóe này cao 48 mọi người nhá. Đấy, đây mình sẽ quay vòng quanh cho mọi người xem, xong rồi lát nữa mình sẽ quay từ chân này, bụng này và cái đầu này luôn. Đấy, họa tiết rất là đẹp luôn, đồi núi luôn. Chóe này triện mộc đầy đủ mọi người nhá. Đây mình đo lại cho mọi người xem nhá, cái chóe này là cao 48 nhá. Đây mình chống bên này không để quay như này cho mọi người xem này. À, nhìn này, hơi khó. Đây. Đấy, cao 48, chóe cao 48. Vòng búc. Mua cái thước thợ may mà khó quá, chưa mua được mọi người. Mỗi lần đo vòng búc này thì mình không đo được, rất là khó. Thêm đồng. Mua mãi không mua được. Nó hơi mất thời gian một chút đi mọi người, thông cảm mình nhá. Một cái bình đẹp này thì thời gian một chút thì đáng bao nhiêu đâu, phải không mọi người? Vòng bụng của nó vào khoảng 95 mọi người nhá. Vòng bụng là 95. Vòng bụng 95. Đây, đây mọi người, đây là đấy, đây mình cho mọi người xem cái nắp nó trước. Đấy, gốm rất sáng luôn. Những cái vết bẩn như này đây mọi người nhé, vết này là không phải là bị lỗi gì đâu nhá. Đây mình cào ấy, nó vẫn còn bẩn, mình mua về mình chưa vệ sinh nước gì cả. Đây cái vết này nữa này. Đấy, chưa vệ sinh gì luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, quay cho mọi người xem. Trên này mọi người để ý, trên này là có đàn chim như là đàn vạc ấy. Đấy, đây là nó có một cái lỗ ở đây nhé mọi người nhá. Đây họa tiết là của cái nắp đây mọi người. Thế này là nó lót nỉ để cho nó êm không mọi người. Đấy, đây nha, bây giờ mình sẽ lấy cái này lên quay cho mọi người xem. Đây vào quay bên trong này. Trong này là nó có mấy cái hương thơm nhá mọi người nhá. Mình mua ở quán là nó vẫn để cái hương thơm ở trong trong đáy ở trong cái bình này. Đây. Triện mộc đầy đủ luôn. À, triện mộc xưa luôn. Quá tuyệt vời luôn. Không còn cái gì mà phải chê nữa mọi người. Đây, mình sẽ bây giờ mình quay họa tiết cho mọi người xem. Tiết cây tùng và một cái chùa, như kiểu một cái chùa nhỏ nằm ở dưới gốc cây tùng mọi người. Và đây là cái nhà, hai cái mái nhà đây. Trên là cây tùng, trên cao này là núi non. Đây, cho mọi người xem lại một lần nữa. Triện nó cùng màu với bình luôn nhé mọi người nhé. Hàng này là hàng của Imali mọi người nhé. Hàng này là hàng Imali. Chóe Imali. Đây. Lành tít, không có một vết gì luôn mọi người nhé. Không nứt, không vỡ gì cả. Đây, họa tiết đây. Ba cái chân. Đây, một.
Rất là đẹp luôn. Đây, mình thì đo đo cái đoạn giữa xem nó cao bao nhiêu này. Giữa của nó cao khoảng 12 mọi người nhé. Giữa cao 22 mọi người nhé. Mình xin lỗi là bảo 12 là nhầm ấy. Giữa cao 22. Tổng thể của chiếc chóe này là cao 48. Không một vết gì luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ quay xung quanh toàn bộ cái chóe này cho mọi người xem này. Mình sẽ quay chậm lại để cho mọi người xem chi tiết của nó. Mọi người xem chi tiết của chiếc chóe này mà ai mà ưng ấy thì mọi người cứ liên hệ với mình nhá. Thông tin liên hệ thì mình để ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể ai muốn mua thì có thể vào phần mô tả để liên hệ với mình. Mình có thể liên hệ với mình bằng cách là liên hệ qua Facebook, Zalo, Viber, Line. Mình để tất ở phần mô tả. Còn các bạn nào mà muốn mua mà khó liên hệ thì cứ liên hệ với mình qua cái Zalo ấy, mà không biết vào phần mô tả thì cứ liên hệ mình qua Zalo. Zalo là số điện thoại là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người cứ liên hệ vào cái số đấy thì sẽ gặp được mình. Và mọi người liên hệ với mình nhiều lúc là mình đang đi làm ấy, mình phải đi làm nên là nhiều khi mình không trả lời được tin nhắn ngay lúc bấy giờ ấy, hoặc là không nghe được cuộc gọi ấy, thì mọi người cứ thông cảm mình nhá. Thì khi nào mình có thời gian rảnh là mình sẽ lập tức mình sẽ liên hệ lại với mọi người. Quá là đẹp luôn phải không mọi người. Chuyện này thì về Tết đi nơi rồi mà nhà có bộ bàn ghế ấy, xong rồi để cái này vào cái đôn giữa bàn Tết, khách vào nhìn thấy thì thôi rồi luôn. Họa tiết vẽ tay quá là đẹp luôn. Tiết không còn một cái gì mà phải chê nữa mọi người. Toàn bộ vẽ tay hết mọi người nhé. Thôi mọi người, thôi mình xin phép mình kết thúc video ở đây đây mọi người. Một lần nữa mọi người cho mình xin cảm ơn tất cả mọi người, và cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ mình. Cho mình nhắc lại một lần nữa là thông tin liên hệ với mình là mọi người có thể liên hệ mình qua Zalo, số điện thoại của mình Zalo là 0962 949 668. Mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại đó nhé mọi người nhá. Thôi mình xin chào tất cả mọi người. Một lần nữa cho mình chúc mọi người xem video có một sức khỏe thật tốt để chuẩn bị lấy sức ăn bánh chưng mọi người nhé. Sắp Tết rồi, lấy sức để ăn bánh chưng, mua bình về để khoe với bạn bè mọi người nhá. Thôi xin chào mọi người.